Sữa đậu nành là thực phẩm thông dụng trong cuộc sống thường ngày hàng ngày và nó cũng là thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt so với phụ nữ, vì sữa đậu nành có chứa estrogen, nó rất hữu ích cho sức khỏe của chị em. Tuy nhiên, trong số những năm gần đây, đã có một tin đồn thổi rằng uống sữa đậu nành sẽ khiến cho phụ nữ bị ung thư vú. Vậy, đó có phải là điều chị em rất cần được lo ngại hay không? Đây là những phân tích của thí sinh Lâm Tú Hồng trên kênh Bác sĩ Máy ấm Gia đình. Có thể bị ung thư vú không nếu uống vô số sữa đậu nành? Trên thực tế, tin đồn thổi đại rằng nếu bạn uống sữa đậu nành, các bạn sẽ bị ung thư vú. Đó không phải là việc thật. Đây chỉ là tin đồn thổi vì nó không tồn tại cơ sở khoa học. Nhiều người nghĩ rằng estrogen có trong sữa đậu nành sẽ gây ra vô số estrogen trong khung người phụ nữ. Điều này sẽ gây ra một loạt những bệnh nghiêm trọng như ung thư nội mạc tử cung, u xơ tử cung và ung thư vú. Nhưng estrogen của con người và phytoestrogen trong sữa đậu nành không phải là một trong thứ giống nhau. Estrogen của thực vật trong sữa đậu nành không liên quan đến ung thư vú. Phytoestrogen điều chỉnh mức độ estrogen ở phụ nữ. Nó không làm cho estrogen của phụ nữ quá cao, vì vậy bạn không phải lo ngại về vấn đề này, hãy uống sữa đậu nành như bình thường. Uống sữa đậu nành thường xuyên hữu ích gì? 1. Tăng cường thể lực và nâng cấp khả năng miễn dịch. Sữa đậu nành chứa 4,5 gram rotei 100 gram, nó cũng chứa những nguyên tố vi lượng và vitamin khác, có thêm riboflavin, giúp con người tăng tốc khung người, rất có thể nâng cấp khả năng miễn dịch và có sức khỏe xuất sắc khi đương đầu với bệnh tật. 2. Có tính năng xuất sắc trong phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Có rất nhiều cellulose trong sữa đậu nành, do đó rất có thể ngăn chặn sự hấp thụ đường một cách hiệu quả, điều chỉnh lượng đường trong máu trong từ đầu đến chân ở mức ổn định. Điều này rất có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, còn nếu như không thêm đường khi uống sữa đậu nành thì nó cũng rất được xem như là sản phẩm uống rất thân thiết với những người mắc bệnh tiểu đường. 3. Món đồ uống thân thiết với bệnh nhân cao huyết áp. Sữa đậu nành có chứa teron đậu nành và một vài nguyên tố vi lượng kháng muối natri. Kiểm soát lượng natri trong khuôn người rất có thể kiểm soát và điều hành huyết áp trong khuôn người, vì vậy bệnh nhân tăng huyết áp cũng rất có thể uống sữa đậu nành. 4. Phòng ngừa những bệnh tim mạch và mạch máu não. Vì sữa đậu nành có chứa teron đậu nành, nó rất có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa máu trở nên đặc và ngăn ngừa chứng co thắt tim do huyết khối. Do đó, người trung niên và người cao tuổi nên uống sữa đậu nành thường xuyên hơn. Tiến sĩ Lâm Tú Hồng, bác sĩ trưởng của khoa dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Tôn Trung Sơn, Đại học Trung Sơn, cho biết tiện ích sức khỏe của sữa đậu nành chủ yếu là trong thành phần của sữa đậu nành rất giàu proteinico cao và hàm lượng chất xơ rất cao. Nó cũng chứa isoflavone đậu nành, rất tốt cho khung người. Uống sữa đậu nành rất có thể khiến cho phụ nữ bị ung thư vú là tin đồn thổi trọn vẹn không tồn tại cơ sở khoa học, vì vậy không nên tin. Sữa đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và uống sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nguồn: Bác sĩ Gia đình.